Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mọc Oan, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình lại ngồi ở đây để giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà mình đã lãng quên, đã gần như là bỏ qua mất em nó sau khi review rất là nhiều những chiếc MacBook của Mọc Oan rồi. Và nó chính là chiếc iMac 2017 21,5 inch. Và chiếc iMac này sẽ phù hợp với những bạn có nhu cầu như thế nào, tìm hiểu cùng mình trong video ngày hôm nay nhé. Mac One số 1 về Mac. Trước đây thì Apple đã giới thiệu cho người dùng những chiếc iMac có cái màn hình Retina 5K. Tuy nhiên thì một năm sau đó thì Apple đã chính thức tung ra một cái iMac có độ phân giải là 4K. Tuy nhiên thì sẽ có một cái hiển thị phổ màu sắc rộng hơn. Và trên chiếc iMac 2017, Apple đã kết hợp những cái sự tinh túy, những cái sự tinh hoa nhất của hai thế hệ tiền nhiệm cùng với lại hệ điều hành Mac 2 Sierra rất là mạnh mẽ và mượt mà. Đối với nhiều người ấy, đặc biệt là dân designer hoặc là dân lập trình, thì các bạn thường có cái xu hướng lựa chọn những cái chiếc máy tính để bàn, những cái chiếc workstation nó rất là cồng kềnh cũng như là thẩm mỹ không được đẹp. Thì cái thiếu sót này nó chính là cái điểm mạnh của iMac, của Apple nói chung. Và cái hệ điều hành macOS nổi tiếng với cái sự tối ưu tốt cũng như là tối ưu hóa phần cứng, thì các bạn không phải lo lắng là cái phần cứng có đáp ứng nổi cái nhu cầu sử dụng của mình không. Và một cái phần cứng mạnh mẽ kết hợp cùng với hệ điều hành macOS thì người dùng sẽ có một cái trải nghiệm làm việc cũng như là giải trí thực sự khác, và thậm chí là còn tốt hơn cả những chiếc workstation khác. Về hiệu năng thì trên cái phiên bản iMac 2017 21,5 inch này thì sẽ được trang bị một cái con chip xử lý là i5 2.3GHz với cái khả năng ép zoom lên đến 3.6. Và khi mà mình nâng lên i7 thì mình sẽ nhận được một cái con chip lõi từ 3.6 và khả năng ép zoom lên tới 4.2. Đối với cái màn hình 4K và máy được trang bị con chip i7 Kabilex 4.2 và ép zoom lên đến 4.5GHz cùng với RAM DDR4 tối đa là 32GB cho bản 21 inch và tối đa lên đến 64GB cho bản 27 inch. Thì Apple tự tin nói rằng hiếm có dòng máy workstation Windows nào hơn được cái sản phẩm iMac 2017 này. Về lưu trữ thì iMac 2017 được trang bị ổ cứng SSD sử dụng công nghệ Fusion Driver cho cái tốc độ xử lý nhanh hơn 50% so với iMac trước đó. Thường thì nói về iMac thì chúng ta sẽ nói về phần màn hình đầu tiên. Apple đã giới thiệu cho người dùng một cái chiếc iMac có kích thước là 21,5 inch và có cái độ phân giải là 4K cũng như là độ sáng sẽ cao hơn 43% so với người tiền nhiệm là 500 nit. Bằng cách áp dụng công nghệ hiển thị 10 bit thì bạn có thể thưởng thức lên đến 1 tỷ màu sắc trên màn hình iMac 2017 đấy. Cùng với sự hỗ trợ của công nghệ DCI P3, màn hình iMac 2017 sẽ khả năng hiển thị màu đỏ và màu xanh sẽ chuẩn hơn. Những cái tông màu sẽ chuyển màu mượt mà hơn. Và đó là lý do tại sao các designer luôn tin dùng iMac cho công việc của mình. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy thì có một cái điểm trừ nho nhỏ là màn hình trên iMac vẫn chưa được trang bị màn hình cảm ứng. Mặc dù là Apple đã làm rất tốt điều này trên iPhone và iPad rồi, tuy nhiên thì MacBook và iMac lại chưa được trang bị điều này. Mình hy vọng rằng là tương lai thì Apple sẽ trang bị cái màn hình cảm ứng trên iMac và MacBook để người dùng có một cái trải nghiệm công việc cũng như là giải trí một cách mượt mà và thuận tiện hơn. Tiếp theo là về phần thiết kế thì mặt lưng hầu như là không có một cái sự thay đổi gì nhiều so với bản tiền nhiệm. Máy thì vẫn trung thành với cái thiết kế ngôn ngữ tối giản, hạn chế các cái kết nối có dây. Trên iMac 2017 thì Apple đã điều chỉnh lại một cái cấu trúc tản nhiệt giúp cái khả năng làm mát và còn không còn gây ra tiếng ồn nữa. Phím nguồn thì nằm ở đối diện về phần thiết kế sẽ chìm vào máy. Cạnh phải là các cổng kết nối bao gồm một giắc tai nghe 3.5, khe cắm thẻ nhớ, 4 cổng USB 3.0, 2 cổng Thunderbolt và một cái khe cắm mạng LAN. Cổng nguồn thì sẽ ở phía sau. Và chân đế sẽ là một cái thanh kim loại được uốn cong, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh cái độ mở sao cho phù hợp với cái tư thế ngồi nhất. Cá nhân mình đánh giá thì đây là một cái thiết kế gần như là ở mức hoàn hảo rồi. Và cuối cùng sẽ là về phần giá, thì chiếc iMac này đang có giá ở đâu đó tầm 30 triệu tại Mac One, thì mình thấy rất là phù hợp cho những bạn nào mà mua về để design hoặc để lập trình, và cũng như là một số cái văn phòng về để mình thấy nó khá là sang. Cho nên là các bạn có thể tham khảo ở Mac One nhé. Còn link thì mình sẽ để ngay ở bên dưới. Còn bây giờ thì chào các bạn và hẹn các bạn lại ở trong những video lần sau. Xin chào.